Tiến sĩ Lê Khắc Bảo cùng chúng tôi chủ tọa. Như vậy chúng ta đã nghe ba bài báo cáo. Bài thứ nhất về cá thể hóa, đây là một cái gợi mở để cho các thầy cô, các anh chị đồng nghiệp trong thực hành lâm sàng chúng ta có cái tiếp cận đa chuyên khoa và chuyên ngành. Cái bài thứ hai đó là một cái báo cáo kết quả của tiến sĩ Phan Xoay rất là hay về cái nghiên cứu som nếp của cái khu vực khối pháp ngữ, đặc biệt trong đó có Việt Nam, và chúng ta với cỡ mẫu là gần 900 người. Và như vậy thì cái tiến sĩ Phan Xoay cũng là đồng ý thống nhất với chúng tôi, chúng ta sẽ phân tích và làm một cái báo cáo và một cái bài báo để đăng trên tạp chí quốc tế với sự cho phép của tiến sĩ Phan Xoay rất là hay về các cái đặc điểm. Có thể đây là cái nghiên cứu đầu tiên với cái ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, ở Huế và một số nơi với cái cỡ mẫu như vậy và ở Hải Phòng. Và như vậy thì chúng ta thấy có cái đặc điểm về cái giấc ngủ, thiếu ngủ, buồn ngủ ban ngày và một số các cái yếu tố liên quan về vấn đề trầm cảm. Và sau cùng một cái bài cũng trong cái chủ đề là cá thể hóa là về cách tiếp cận chẩn đoán và điều trị OSA, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, bệnh nhân suy tim. Qua phần trình bày rất là hay của tiến sĩ Lê Khắc Bảo, từ cơ chế bình sinh đến cái vấn đề vận dụng và điều trị, đặc biệt chúng ta thấy điều trị rất là phức tạp, nó khác với người bình thường vì 1/3 ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân suy tim, còn 2/3 là ngưng thở trung ương với cái rối loạn nhịp thở trên stop. Các điều trị thì cũng khác, kể cả áp lực thở máy áp lực dương thì chúng ta thấy phải điều trị theo cơ chế sinh bệnh. Và tiến sĩ Lê Khắc Bảo cũng có nói đến cái phần mà chúng ta có thể dùng thuốc nâng ngưỡng với các cái thuốc an thần, đặc biệt có một cái thuốc chúng tôi gọi là off label, đó là kháng histamine, nó làm nâng cái ngưỡng vì thức giấc. Chúng tôi cũng hay điều trị để mà điều chỉnh cái ngưỡng vi thức giấc của người bệnh cao hơn, giúp cho cái tránh cái vi thức giấc thường xuyên hơn. Và đặc biệt thì chúng ta thấy việc mình định chuẩn ở phòng lab nó phải cá thể hóa. Đối với bệnh nhân suy tim thì chúng ta phải đo đa ký giấc ngủ toàn bộ ở tại sleep lab, chứ không phải đa ký hô hấp hoặc là đa ký giấc ngủ ở tại nhà HSAT. Chúng ta phải đào ở sleep lab, những cái đơn vị sleep lab như Phổi Việt có rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Và như vậy thì trên đây là ba bài báo cáo của sáng hôm nay. Thay mặt chủ tọa đoàn, thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn bác sĩ Francis Martin, bác sĩ Phan Xoay, đặc biệt là các thầy cô, các anh chị đã tham dự. Au nom de comité d'organisation et modérateur, je vous remercie infiniment Dr. Francis Martin, Dr. Phan Xoay, et professeur Bourra ayant participé à la session du sommeil. Maintenant, c'est, comme on n'a pas de temps pour faire la discussion, et, si, nếu các thầy cô, các chị có câu hỏi thì gửi cho ban tổ chức. Je vous remercie encore. Et maintenant, c'est l'heure pour le déjeuner. Bon, merci encore. Xin mời các thầy cô chúng ta nghỉ và ăn trưa. Xin hết.